Ngưỡng mấy bậc đại đức giảng sư, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức giảng sư từ bi quang lâm đạo tràng để trao truyền giáo pháp cho hàng Phật tử chúng con được ấn chiêm công đức. Nam mô Quan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Như tâm đàn lệ hạ mô tần hư không biên pháp giới qua hiện vĩ lai thập phương chư Phật con và thiền thánh tăng thượng trụ tam bảo tâm bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thầy, thật là một duyên lành tốt đến với bổn từ đạo tràng chùa xưa chúng con. Được sự chiếu cố của thầy hứa khả quang lâm về đạo tràng để ban bố cho chúng con một thời pháp vụ quý báu. Chúng con không biết lấy gì hơn ngưỡng kính chúc thầy pháp thể kinh an và chúng sanh dị độ. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh thầy cùng toàn thể đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần để đi vào thời thuyết giảng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức trụ trì chùa Dược Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng thính pháp tối hôm nay, chúng tôi có duyên lành được về ngôi chùa này để gặp gỡ tối hôm nay để chúng ta có những giây phút cùng suy niệm, tìm hiểu và tu tập trong chánh pháp. Và thưa quý vị, mỗi khi chiều xuống và mỗi khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi thường suy nghiệm về lẽ vô thường, sự luân chuyển của vũ trụ và con người chúng ta. Và chúng tôi rất thích những câu thơ của Hòa Thượng Thiền Tâm: kể mãi lội hoài trong biển nghiệp, người mong đi mãi giữa đường mê, ta bà đắc khách đành nương ở, cực lạc quê xưa chẳng chịu về, mái tóc ngày nay đà điểm tuyết, mau mau niệm Phật Tây Phương về. Như vậy thì chúng ta đã đi qua một đoạn đường khá xa của cuộc đời, có thể chỉ vài mươi năm, nhưng vài mươi năm đó chúng ta có thể nghiệm ra vài mươi kiếp, vài mươi triệu kiếp mà chúng ta đã đi qua. Vấn đề chúng ta về chùa tu học đến với đạo Phật là để mình trau dồi một đời sống quan trọng, đó là đời sống tâm linh. Vậy thì bản chất của đời sống tâm linh như thế nào? Và chúng ta làm sao có thể an trú sống trong cái đời sống tâm linh đó? Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ cái đề tài là nếp sống tâm linh. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, trong đạo Phật của chúng ta có những điều rất là đặc biệt.
khi nói về cái lý tưởng cũng như cái sự nghiệp tu tập của mỗi người, thì chúng ta đến đạo Phật, đến với đạo Phật không phải để mà tầm cầu tri thức, không phải để mà trau dồi cái sự hiểu biết suông, mà chúng ta phải thực sự là người nếm được hương vị của chánh pháp. Có một vị thầy thiền sư có người đệ tử rất là giỏi, và sau bao năm đi học ở phương xa trở về, thì vị thầy mới hỏi người đệ tử rằng trong mấy năm qua con học được điều gì. Thì cái vị thầy, vị đệ tử mới trả lời rằng là: thưa thầy, con học được bộ kinh này, bộ kinh kia, bộ kinh nọ, từ kinh Pháp Hoa đến Niết Bàn, đến Hoa Nghiêm, đến Bát Nhã, tức là những cái kinh điển nào cao siêu nhất, to lớn nhất, quan trọng nhất, con đã thấu hiểu hết rồi. Con học kinh xong, con học qua luật, luật này luật kia con cũng học hết. Con học qua luật xong, học đến luận, luận này luận kia, hỏi luận nào con cũng biết hết. Thì cái người thầy mới hỏi rằng: vậy thì con có biết rằng là con nên học một cái bản kinh rất là quan trọng mà con phải học hay không? Thì người đệ tử mới hỏi rằng: thưa thầy, đó là kinh gì? Thì cái vị thầy mới trả lời rằng: kinh tâm. Thầy hỏi con rằng là con có biết tâm của con bây giờ đang ở đâu hay không? Thì cái vị đệ tử không thể nào trả lời được. Và lúc bấy giờ thì vị thầy nói rằng là: đến với đạo, tu học trong Phật Pháp, mình không phải để tầm cầu sở đắc của tri thức, mà phải đạt được không tầm cầu sở đạt của tri thức, mà phải đạt được sở đắc tâm linh. Sở đắc tâm linh là cái sự thể nghiệm, cái sự an lạc, cái sự chứng ngộ ngay trong cái đời sống thường nhật của mình. Chúng ta thấy rằng ngày xưa, thời của Đức Phật, cái vị mà đệ tử đa văn, tướng hảo đẹp nhất, có trí nhớ tốt nhất, đó là Ngài A Nan. Mà cái vị mà ít được nhắc nhở đến nhiều nhất và sống một cách ẩn cư ít ai biết đến nhất là Ngài Đại Ca Diếp. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, cái người mà kế thừa cái sự nghiệp của Phật Pháp để làm cái vị hướng dẫn tăng đoàn, không phải là cái người học rộng, hiểu nhiều, đẹp trai, nổi tiếng, mà là một cái vị sống ở nơi nghĩa địa, tu hạnh đầu đà, xa lánh với những cái văn minh, với những cái vật chất tầm thường của thế gian, đó là Ngài Đại Ca Diếp. Cho nên ngày xưa chúng ta thấy tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn không truyền trao y bát cho lục tổ, cho vị đệ tử nổi tiếng là Ngài Thần Tú, mà trao cái vai trò lãnh đạo của cái thiền tông cho Ngài Huệ Năng. Huệ Năng, chúng ta đọc trong cái câu chuyện Thoát Vòng Tục Lỵ, hình ảnh của Ngọc Lâm Quốc Sư và Ngọc Lam Bồ Tát hiện thân đó. Thì nếu như Ngọc Lâm mà không có Ngọc Lam thì có thể đổ vỡ trong cái đời sống tu tập của mình. Do đó đó, mình thấy rằng cái sở đạt tri thức nó không có lợi ích, không quan trọng bằng sở đắc tâm linh. Vậy thì cái sở đắc tâm linh chúng ta phải làm sao có thể hiểu và đạt được cái điều này? Trong kinh A Hàm, trong kinh Trung Bộ và trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy cho chúng ta bốn pháp mà chúng tôi đọc, chúng tôi rất thích và chúng tôi luôn luôn ghi nhớ hoài. Thứ nhất là thân cận thiện tri thức. Thứ hai là lắng nghe chánh pháp. Thứ ba là buộc niệm tư duy. Và thứ tư là tu tập đúng chánh pháp. Thứ nhất là chúng ta gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức ở đây là có thể là người thầy tâm linh, có thể là người bạn đồng tu, có thể là một chiếc lá rơi, có thể là một giọt sương, có thể là một cọng cỏ, có thể là một cái vũ trụ xa xôi.
Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa của thiện tri thức là những cái yếu tố nào để đánh thức được cái ý chí tu tập và cái hạnh nguyện tu tập của chúng ta, đánh thức cái hạt giống bồ đề tâm của mình, làm cho mình thức tỉnh và mình tiến tu trong cuộc đời này. Do đó chúng ta thấy rằng vai trò của thiện tri thức trong cái cuộc sống này á, thì nó rất là cần thiết. Bởi vì nếu như chúng ta không biết sắp xếp đời sống của mình để mà xa lánh những cái duyên trần bên ngoài, trở về với đạo Phật, thì cuộc sống của chúng ta có thể bị cuốn theo dòng đời lúc nào không hay. Ngày xưa có một vị tổ sư là ngài Bát Nhã Đa La đó, đi vào trong cung và ngài muốn xem thử cái trình độ và sự hiểu biết của ba cái vị thái tử hoàng tử ở trong cung. Thì ngài tổ Bát Nhã Đa La mới lấy một cái viên ngọc hỏi ba vị thái tử rằng là trên thế gian này ta có cái viên ngọc này, vậy rằng có cái vật nào quý hơn viên ngọc này hay không? Quý hơn viên ngọc này hay không? Thì cái vị hoàng tử thứ nhất nói rằng là cái viên ngọc này là viên ngọc quý nhất ở trong kho rồi, trong cung rồi, không có cái gì quý hơn cả. Thì cái vị hoàng tử thứ hai mới trả lời rằng là cũng như thế, trên thế gian này theo như con biết cái viên ngọc mà ngài đang đưa ra là quý nhất. Thì cái vị hoàng tử thứ ba mới trả lời với tổ Bát Nhã Đa La rằng là thưa thầy, có một thứ quý hơn cái viên ngọc này luôn, đó là trí tuệ. Có trí tuệ thì mới phân biết, mình mới phân biệt được đây là ngọc hay là đá, đây là giá trị hay là không có giá trị. Nếu như trao một viên ngọc này cho một người bị bệnh tâm thần, một người không có hiểu biết, thì họ ném viên ngọc này xuống dưới biển sâu, xuống dưới sông sâu. Cho nên sở dĩ mình biết được phân biệt đây là ngọc quý hay là ngọc thường, đây là đá hay là ngọc, là nhờ có trí tuệ. Cho nên trí tuệ còn quý hơn viên ngọc này nữa. Thì khi mà vị thái tử hoàng tử thứ ba trả lời cho tổ Bát Nhã Đa La như thế, thì tổ Bát Nhã Đa La biết rằng đây là một cái căn khí đại thừa, một cái pháp khí quan trọng trong đạo Phật. Cho nên khuyến hóa vị này nên xuất gia tu học. Và sau một thời gian xuất gia tu học, vị này trở thành tổ thứ 28 của Thiền Tông là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên quý vị thấy rằng là mình sinh ra vốn có chủng tử tốt, vốn có cái nhân duyên lành, nhưng mà nếu không gặp được người để mà phát triển cái chủng tử, cái nhân duyên đó, thì cái chủng tử nhân duyên đó bị thời gian làm bị mai một, bị yếu đuối và bị tan hoại đi. Cho nên chúng ta thường gần gũi nơi đâu có bậc thiện tri thức, nơi đâu có những bậc đạo hạnh, thì mình gần gũi nơi đó để mà mình cố gắng học hỏi và trau dồi cái nếp sống từ cái thân giáo, khẩu giáo và ý giáo của vị đó. Yếu tố thứ hai rất cần thiết cho chúng ta là lắng nghe chánh pháp. Chúng ta sinh ra thời mạt pháp, cách xa Phật khoảng 2600 năm, gần 3000 năm rồi. Nhưng mà mình sinh ra tuy không gặp Phật pháp, nhưng mà mình cũng có một cái phước duyên là gì? Tuy không gặp Đức Phật, nhưng cũng có phước duyên là gặp Phật pháp. Ngày xưa khi mà ngài Huyền Trang ngài đi đến xứ Ấn Độ và đến tại Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài rúng động và ngài nghĩ lại cái thân phận của mình ngài làm bốn câu thơ rất là hay. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt hậu, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sách thân. Khi mà Phật còn tại thế thì con còn trầm luân trong sanh tử. Khi con được thân người thì Đức Phật đã nhập diệt từ lâu. Thương cho thân phận mình còn quá nhiều nghiệp chướng, sinh ra đời mà không thấy được sắc tướng đoan nghiêm của Đức Như Lai. Cho nên mình thấy rằng mình sinh ra cách Phật thời rất là xa, trong một cái thế giới ngày nay đang bị chao đảo, nghiêng ngả, bị những vô minh, bị những vọng tưởng đang giày xé, cấu xé và làm cho đời sống của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều.
Cho nên cái giây phút mà chúng ta để tịnh tâm, học hỏi, an trú, lắng nghe chánh pháp là những giây phút thật hạnh phúc nhất trong cuộc sống của chúng ta. Thử hình dung giây phút này đây, mình đang ở phố thị huyên náo ồn ào, mình ở trong chợ búa, mình ở trong siêu thị, mình ở những cái con đường đầy xe cộ bụi bặm, thì chúng ta thấy rằng cuộc đời trong giây phút như thế, trong cái hoàn cảnh như thế thật là đáng thương. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi đời này, mà cõi đời này được gọi là cõi gì? Hồng trần. Sao gọi là hồng trần? Hồng là màu hồng tươi đẹp, trần nghĩa là gì? Là bụi, bụi hồng. Cái bụi ở thế gian này nó đặc biệt lắm quý vị, nó xinh đẹp lắm, nó hấp dẫn lắm. Mình nhóm bụi mà mình không bao giờ muốn rửa cái bụi đó ra, muốn phủi cái bụi, muốn lau cái bụi đó, mà mình muốn nhận vào, nhận vào. Càng nhiều bụi thì càng hạnh phúc. Cái nghịch lý và cái cuộc sống của chúng ta nó hay bị sự cám dỗ, hay bị ngủ quên trong danh vọng tiền tài, trong những cái cám dỗ vật dục của thế gian vậy. Cho nên á, đã sinh ra trong cõi đời này không bị bụi về thân, cũng bị bụi về tâm, không bị bụi về nghiệp, cũng bị bụi về phiền não. Bao nhiêu thứ bụi nó phủ lên trên thân, trên tâm và trên nghiệp thức của chúng ta. Do đó là làm sao mỗi giây phút để chúng ta gạn lọc tất cả bụi bặm đó, là những giây phút mình sống trong chánh pháp, mình nhiếp tâm trong chánh pháp bằng con đường học pháp, nghe pháp. Mình so sánh rằng là ngày xưa thời Đức Phật, các vị đại đệ tử của Ngài, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Phú Lâu Na, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan vân vân, có những vị đại đệ tử đã chứng quả A La Hán rồi. Chứng quả A La Hán rồi, nhưng mà mỗi ngày cũng phải nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp. Bởi vì sao? Cái hạt giống chánh pháp đó có thể tuy hiện tại nó chưa phát khởi, chưa lớn mạnh, nhưng mà trong tương lai gặp duyên nó sẽ phát khởi. Có nhiều người thắc mắc và phân vân rằng sao con nghe pháp, sao con đọc kinh điển, đọc câu trước quên câu sau, hôm qua nghe nay hỏi lại không nhớ. Như vậy nghe chánh pháp nó có lợi ích hay không? Xin thưa rằng có lợi ích mà mình không thấy, mình không thấy được. Các vị thử hình dung á, mỗi ngày chúng ta cứ trong cái mình có một cái vật gì đó để chứa bao nhiêu cái hạt đậu đó. Mỗi ngày chúng ta lấy một hạt đậu đen bỏ ra, bỏ một hạt đậu trắng vào, thì dần dần, ngày qua ngày, tháng qua tháng, những hạt đậu trắng sẽ tăng lên, hạt đậu đen sẽ giảm đi. Vấn đề nghe chánh pháp á, cũng như là mình dùng cái nước của Phật pháp để mà rửa trong cái nghiệp thức của chúng ta. Cũng như cái người mà đang múc nước vậy, lấy một cái rổ múc nước lên thì sao? Nước nó chảy ra hết. Thì có người nói rằng bà cô ông về chùa nghe Phật pháp về, tôi hiểu thầy nói gì, tôi hỏi thầy nói gì không trả lời được, vậy nghe có ích gì không? Xin thưa rằng là chúng ta nghe Phật pháp một thời gian thì cái rổ đen thành rổ trắng, nước nó chảy ra hết. Nhưng mà khi mà nước nó chảy ra thì nó cuốn theo, nó mang theo bụi bặm bám trên cái rổ của nghiệp thức chúng ta. Phật pháp á, mình không thấy bằng mắt, mình không nghe bằng tai, mình không ngửi bằng mũi, nhưng mà mình có thể cảm nhận bằng tâm của mình. Cho nên á, vấn đề nghe Phật pháp là một cái vấn đề rất cần thiết đối với tất cả mọi người khi mà chưa đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật. Chỉ có Đức Phật và Đức Phật mới tuyên thuyết giáo pháp một cách trọn vẹn. Còn tất cả chúng ta là những người phải nghe được Phật pháp hàng ngày. Thời Đức Phật thì có một vị công chúa tên là công chúa Kim Cương. Công chúa Kim Cương này do cái đời trước đã bố thí cúng dường, sinh ra được một cái thân tướng rất là xinh đẹp, và được sinh làm con của vua nữa. Những cái gì mà ở thế gian cần á, thì cái vị công chúa này có sắc đẹp, tài sản, về danh tiếng đầy đủ hết.
Nhưng công chúa bị một cái nghiệp là không quy y Tam Bảo, không muốn nghe Phật pháp. Thì lúc bấy giờ đó thì có một cái người tỳ nữ của vị công chúa Kim Cương này á, thích nghe Phật pháp. Mà mỗi lần mà công chúa sai cái vị tỳ nữ này đi đâu á, thì cái vị tỳ nữ này cũng cố gắng làm việc cho thiệt nhanh để dành thời gian vô tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Một hôm thì công chúa sai người tỳ nữ này làm một việc rất quan trọng, nhưng mà người tỳ nữ này mới phân chia thời gian, bây giờ mình nghe pháp khoảng tiếng, rồi khoảng 2 tiếng còn lại thì mình làm việc công chúa giao. Khi mà người tỳ nữ vào trong cái pháp hội của Đức Phật nghe pháp xong, quên luôn ở lại trong tịnh xá luôn. Và khi mà nhìn khi thời gian nó trôi qua thì hết giờ rồi, không thể làm cái việc quan trọng nữa, thì trở về lại với hai tay không. Thì công chúa giận vô cùng. Công chúa gặng hỏi cái người tỳ nữ này đi đâu, làm gì, hẹn hò ai. Người tỳ nữ này mới thưa thật rằng là con không có hẹn hò ai cả, nhưng mà một cái niềm an lạc sở thích của con là nghe Đức Phật thuyết pháp. Công chúa vốn là không thích Phật pháp rồi, mà nghe bây giờ cái người tỳ nữ mình lại nghe đi nghe Đức Phật thuyết pháp nữa, cái máu sùng lên, tức lắm. Thì người công chúa này mới bảo rằng là Phật nói cái gì hay không mà cứ đi nghe hồi vậy. Trong cái cơn tức tối đó thì công chúa bảo cái người tỳ nữ, thôi kể lại Phật nói gì cho tôi nghe. Thì người tỳ nữ này vốn là một người ưa thích nghe chánh pháp, cho nên người tỳ nữ này kể lại cái nội dung pháp thoại của Đức Phật mà mình vừa nghe từ tinh xá. Công chúa nghe hay quá, nhưng mà cái bản tánh của mình là vốn cao ngạo, vốn vẫn còn vướng víu gì đó, cho nên không đến trực tiếp nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên công chúa mới bảo cái người tỳ nữ này, mỗi ngày ta cho ngươi khỏi làm nữa, đến Đức Phật nghe thuyết pháp, về kể cho ta nghe, thuật lại cho ta nghe. Và như thế thì công chúa nhờ cái người trung gian là người tỳ nữ này nghe Đức Phật rồi về thuật lại. Một hôm thì người tỳ nữ này mới bảo với công chúa rằng người thuyết pháp và người nghe pháp là phải phân chia ra rõ ràng. Người thuyết pháp phải ngồi trên tòa cao, người nghe pháp phải ngồi dưới mà nghe. Cho nên là và công chúa mới nghe hay quá rồi, bây giờ mà người tỳ nữ không kể lại, không thuật lại thì uổng quá. Cho nên người tỳ nữ yêu cầu cái gì công chúa làm cái đó. Cho nên cái người tỳ nữ theo cái sự sắp đặt của công chúa thiết một cái tòa giảng pháp rất là trang nghiêm, và người tỳ nữ lại ngồi trên và công chúa ngồi dưới cùng với các cái đoàn, các vị tỳ nữ ở trong cung riêng của công chúa nghe pháp. Thì khi mà các vị đó nghe pháp thì phải mặc cái áo trắng bạch y giản dị theo cái truyền thống Phật tử ngày xưa ở tại thời Đức Phật. Thì lúc bấy giờ bao nhiêu cái y phục của công chúa và các vị ở trong cung đó cởi ra và gác một bên. Chẳng may một cái cây đèn đang cháy nó ngã xuống, nó ánh lửa, cái ngọn lửa nó lan vào trong cái đống quần áo của công chúa và các vị tỳ nữ đó, và cháy cả cái cung điện đó, và thiêu sống cả cái người đang thuyết pháp, công chúa và tất cả những người ở trong cái cung của công chúa đó. Thì khi mà công chúa qua đời như thế thì cái tin loan ra là tất cả những người này chết trong khi nghe pháp, chết vì nghe pháp. Thì nhà vua hoảng sợ vô cùng mới đến thưa với Đức Phật rằng công chúa Kim Cương và các vị tỳ nữ đã chết trong cung một cách đau đớn như thế, tại sao nghe pháp mà phải trả một cái giá rất đắt như thế? Đức Phật bảo với nhà vua Ba Tư Nạc rằng đại vương ơi, công chúa Kim Cương và các vị tỳ nữ ra qua đời trong cái lúc nghe chánh pháp với tâm hoan hỷ đã được sanh về cõi trời rồi. Sanh về cõi trời rồi. Quý vị thấy rằng là cái thọ mạng cộng nghiệp của công chúa và những người trong cung đó phải chết vào cái ngày đó, chết ở cái tuổi đó. Và nếu chết mà không nghe chánh pháp, chết trong sự luyến tiếc của cái cung điện danh vọng, thì đọa vào đâu đâu? Ngạ quỷ và súc sanh. Còn chết trong khi nghe Phật pháp, cái tâm hoan hỷ đó, nhờ cái phước đó sanh lên cõi trời liền. Cho nên quý vị thấy rằng cái tầm quan trọng của nghe chánh pháp
nó rất cần thiết đối với tất cả chúng ta. Thấy rất là bình thường, nhưng mà mình nghiệm lại nó rất là hay, rất cần thiết. Cho nên quý vị biết rằng chúng tôi từ năm 92 cho đến bây giờ hơn 20 mấy năm học Phật Pháp không biết bao giờ chán. Càng học càng thấy hay, càng muốn học nữa. Học cả đời, học cả kiếp, kiếp này sang kiếp khác. Cho nên quý vị xem cái tiểu sử của các vị Phật, từ Phật Thích Ca, từ Phật Dược Sư, từ Phật Di Đà, các ngài kể lại trong tiền kiếp là gì? Thân cận thiện tri thức, phụng thờ vô số chư Phật, học hỏi giáo pháp của vô số chư Phật, mới được cái quả vị giác ngộ như ngày hôm nay. Cho nên cái yếu tố thứ hai là vấn đề lắng nghe chánh pháp rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Và mình tập làm sao cho mình một cái có niềm yêu thích, niềm say mê trong việc lắng nghe chánh pháp. Nhưng mà phải chú ý là nghe đừng có mơ mơ màng màng, đừng đi vào giấc ngủ lúc nào cũng hay. Mình làm sao á, thích nghe pháp hơn nghe nhạc, thích xem Phật pháp hơn là xem phim ảnh, thì lúc bây giờ chúng ta đã đang tiến triển và đang phát triển đi trên con đường tâm linh một cách vững chãi và đã có cái sự tiến bộ rồi. Yếu tố thứ ba là thưa quý vị, là chúng ta phải buộc niệm tư duy, phải có một cái sự trầm tư, phải có sự suy nghiệm về Phật pháp mỗi khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Có một cái người sống ở dương gian, trong kinh Tăng Chi kể lại một người sống ở dương gian thời gian á, thì bắt đầu sau khi chết thần thức của ông đọa xuống trong cái cõi địa ngục khổ đau lắm. Thì cái người tội nhân này bị đọa trong địa ngục á thì rất là đau khổ, và ông ta mới bảo với vua Diêm Vương rằng là tại sao khi mà tôi sắp chết ông không báo cho tôi chuẩn bị trước, mà ông lấy ông cướp mạng sống của tôi đột ngột như thế này. Thì Diêm Vương nói rằng ta đã báo trước từ lâu rồi đó, trước đây ta đã gửi 3 người sứ giả đến báo cho ngươi biết rồi mà ngươi không có chịu thức tỉnh. Thì cái người tội nhân này mới hỏi sứ giả là ai, tôi đâu thấy sứ giả. Thì vị Diêm Vương nói rằng là ta gửi người sứ giả thứ nhất là ông có bao giờ thấy một người già cả yếu đuối không, thấy cái người nào tóc bạc da nhanh không? Nói dạ thấy. Thì Diêm Vương nói rằng đó là sứ giả của ta gửi đến ngươi. Ngươi thấy người khác cũng già rồi sẽ chết mà ngươi không sợ, thấy người khác già chết chưa bao giờ nghĩ đến chính mình cả. Quý vị có nghe cái câu hài nhi tóc bạc không? Có những đứa bé sinh ra thì cái chết nó đã ẩn chứa sẵn trong đó rồi. Tóc không phải bạc vì tuổi, nhưng mà tóc bạc vì nghiệp và sự trầm luân của chúng ta. Cho nên khi quý vị nhìn thấy một đứa bé sinh ra tóc nó đã bạc thì quý vị đã hiểu đạo rồi. Còn quý vị thấy một đứa bé sinh ra đầy những cái ước ao tham vọng trong cuộc đời này thì quý vị vẫn chưa thấy được cái lẽ tương quan tương duyên giữa sống và chết, giữa trẻ và già, giữa mạnh và yếu. Cho nên mình thấy trong tất cả những cái sự vật ở thế gian này nó hàm chứa, nó ẩn chứa, nó tiềm tàng cái sự suy diệt vô thường ở trong tất cả mọi hiện hữu thế gian. Thấy được cái đó là mình thấy đạo. Cho nên một vị thượng tọa ở Việt Nam có làm 4 câu thơ mà chúng tôi rất thích. Ta vẫn thấy màu xanh tươi của lá sẽ úa vàng trong một thoáng sương mơ, và chân thể hồn nhiên trong vĩnh cửu, chiều hôm nay gió nhẹ thoảng đôi bờ. Tức là ta vẫn thấy màu xanh tươi của lá sẽ úa vàng trong một thoáng sương mơ. Cái lá vừa nhú xanh kia nó đã tiềm ẩn cái khả năng vàng úa ngay lúc đó rồi. Sớm mai mình thấy đóa hoa nở thì mình phải biết rằng đóa hoa đó có thể tàn úa vào buổi chiều rất là nhanh. Ta vẫn thấy màu xanh tươi của lá sẽ úa vàng trong một thoáng sương mơ, và chân thể hồn nhiên trong vĩnh cửu, chiều hôm nay gió nhẹ thoảng đôi bờ. Thấy được cái sự thật và chân lý của cuộc đời, mình không phải thấy ở đâu xa cả,
thấy ở ngay trong từng nhịp đập con tim của mình, mỗi hơi thở, mỗi giọt máu, mỗi cái năng lượng sống của mình đang vận hành với cơ thể của mình. Và mình thấy đạo ở đâu? Thấy ngay trong cái đời sống cơ thể của mình. Đạo rất là giản dị, đạo rất là đơn sơ, đạo giống như nước lã và không khí. Ở thế gian này chúng ta thích chocolate, thích Pepsi, Coca, 7-Up, bao nhiêu cái hương vị ngon ngọt. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ sống bằng những thứ ngon ngọt đó mà thiếu đi hai cái yếu tố quan trọng là gì? Hơi thở và nước lã, chúng ta sẽ chết. Hơi thở và nước lã nó không có mùi vị, nhưng nó đã nuôi sống cuộc đời và mạng sống của chúng ta, nuôi dưỡng cho chúng ta, vung bồi cho chúng ta. Và hơi thở và nước lã đó không có mùi vị, không có màu sắc, không có cái hương vị thu hút người khác cả. Nó bình thường lắm, nó dung dị lắm. Sống với đạo là trở về với một cái đời sống bình dị, thường nhật, từng bước đi, từng hơi thở, từng giọt nước chúng ta uống, từng hạt cơm chúng ta ăn. Uống từng giọt nước, ăn từng hạt cơm, mình thấy rằng mình phải tri ân ngay hạt cơm vô tri và xa lạ đó. Do đó, để chúng ta thấy rằng nhờ hạt cơm, nhờ giọt nước đó chúng ta có mạng sống này. Do đó, cái mạng sống của mình thấy rằng là mình nhìn xung quanh, mình nhìn xa, mình nhìn lên, mình nhìn xuống, tất cả trong cuộc đời này là những ân nhân trực tiếp hay gián tiếp cho mạng sống của mình. Và khi mà chúng ta khởi tâm biết quý trọng, biết tôn kính, biết tri ân ngay cả một hạt cơm, một giọt nước, thì hà cớ gì chúng ta lại sinh cái tâm ngã mạn cống cao hơn thua với thiên hạ, trong khi đó họ là những hữu tình, họ là những người đang mang cái chủng tánh Phật tánh ở trong con người của họ. Từ cái đời sống đó chúng ta sẽ có một cái nếp sống khiêm cung, nhẹ nhàng, sống rất thực, sống rất sâu, sống rất là trọn vẹn trong từng ý niệm của mình. Cho nên á, khi chúng ta suy nghiệm về Phật pháp, chúng ta thấy một người già, một người tóc bạc, một người da nhăn, thì chúng ta thấy sứ giả của Diêm Vương đã gửi đến cho chúng ta rồi. Thì cái người tử tù này, cái người tội nhân này mới thưa Diêm Vương: à, con thấy rồi, nhưng mà con quên. Thấy rồi quên. Diêm Vương mới hỏi, mới nói rằng ta gửi tiếp cái người sứ giả thứ hai. À, thì cái người tử tù này, cái người tội nhân này mới hỏi: ai vậy? Con không biết. À, thì cái Diêm Vương mới hỏi rằng là ngươi có bao giờ vào bệnh viện chưa? Ngươi có bao giờ thấy một người tàn tật bệnh hoạn chưa? Lưng còng, bị ho, khạc đàm, bao nhiêu cái chứng bệnh của bao nhiêu bệnh nhân ở trong cuộc đời chưa? Dạ con thấy rồi. À, Diêm Vương nói đó là sứ giả thứ hai của ta đó. À, và người này mới nghiệm ra nói con thấy mà con lại quên nữa. Và đến cái người sứ giả thứ ba, Diêm Vương nói: ngươi có bao giờ chứng kiến một đám tang chưa? Có đến lò thiêu chưa? À, có đến nghĩa trang chưa? Dạ con đến hồi. Con đến hồi mà con không có thấy. Chúng ta đến nghĩa trang, chúng ta đến lò thiêu mà chúng ta có bao giờ thấy thật hay không? Hay là thấy ở bên ngoài thôi? Mình thấy nó mộ đôi khi nó đẹp lắm, nhưng mà mình không thấy cái chết nó đang tiềm ẩn ở trong cái cuộc đời này. À, sống và chết nó tồn tại tương quan lẫn nhau. Do đó Diêm Vương nói rằng người sứ giả thứ ba đó là cái chết, những người qua đời trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù già hay trẻ. Do đó quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta chiêm nghiệm, khi chúng ta thấy được cái sự tồn tại của con người mình đối diện với bao cái bài học, bao hình ảnh trong cuộc đời này, cái già, cái bệnh, cái chết, thì chúng ta sẽ có một cái động lực, chúng ta sẽ có một sự thức tỉnh để không có bao giờ chúng ta sống một cách buông lung, phóng dật và phóng tâm của mình đi đến mọi nơi. Cho nên yếu tố thứ ba là chúng ta phải có sự buộc niệm tư duy, suy nghiệm về con người của chính mình, tìm hiểu về đời sống của chính mình. Yếu tố thứ tư á, là chúng ta phải có sự tu hành đúng chánh pháp. Tu hành đúng chánh pháp thì phải dựa trên những cái tiêu chuẩn nào? Chúng tôi xin đưa ra bốn cái yếu tố. Thứ nhất, có chánh mà không tà.
Thế nào có chánh mà không tà? Tức là đời sống của chúng ta đó phải dựa trên nền tảng của chánh kiến, phải thấy bằng cái nguyên lý của nhân quả nghiệp báo, phải thấy bằng cái sự tương quan tương duyên trong cái cuộc sống này. Tất cả mọi người chúng ta đó luôn luôn bị những cái yếu tố bên ngoài làm cho chúng ta quên đi, làm cho chúng ta rong ruổi đi, mà chúng ta không bao giờ thấy được cái chánh kiến. Chánh kiến là mình thấy rằng tất cả mọi vật, mọi vạn hữu trên thế gian này nó tồn tại do hai yếu tố rất quan trọng, do hai cái nhân tố rất quan trọng mà con người tái sinh để làm kiếp này kiếp kia, để làm chúng sanh này chúng sanh nọ, đó là tham ái và vô minh. Cái tham ái và vô minh này á, thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống này nó biểu hiện trên nhiều cái phương diện khác nhau. Mà chúng ta đã sinh ra làm kiếp con người ở trên trái đất này cũng là do cái hạt giống của tham ái. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Đức Phật kể về cái nguồn gốc của loài người trên trái đất này. Và theo cái bản kinh này, ngày xưa đó, tổ tiên trong vô lượng kiếp, trong quá khứ của chúng ta đó, là chư thiên ở cõi trời Quan Âm Thiên. Thì một hôm các vị chư thiên cõi trời Quan Âm Thiên bay đi các cái vùng đất để mà chu du, để mà chơi, để mà ngắm cảnh, để mà vui chơi. Thì bay đến cái trái đất này, thấy trên trái đất này á, có nhiều cái sông núi, có nhiều cái hồ, có nhiều cây cối rồi xinh đẹp quá, hạ xuống. Hạ xuống thì nếu mà thăm xong lại về thì được rồi. Nhưng mà các vị chư thiên cõi trời Quan Âm đã xuống trái đất này, bắt đầu thấy suối đẹp quá tắm, thấy hoa đẹp quá ngửi, thấy trái đẹp quá nếm, thấy đất nó mềm mềm cũng nếm luôn. Nếm ít thì thấy lạ lạ, thích thích, nếm thêm nhiều. Và nếm cứ ở lại, nếm càng ngày càng nhiều, cái cơ thể từ nhẹ nhàng nó nặng lên. Nếm một thời gian bắt đầu là nặng quá, bây giờ không nổi, ở luôn trái đất này. Ở luôn trái đất này thì lúc bấy giờ trên cái trái đất này thì thức ăn thực phẩm đầy cũng như ở Úc này cả. Nhưng mà khác là mình không phải trả tiền, còn ở đây mình phải cày có tiền để mà mua. Thì thực phẩm rất nhiều, đồ chay, đồ mặn, hủ tiếu, đồ đầy hết. Thì các vị đó mới kẹt lại ở trái đất này thì bắt đầu thấy thực phẩm nhiều quá, thì uống nước rồi tận hưởng vui chơi. Thì có một người mới khởi lên ý niệm như thế này: bây giờ thực phẩm càng ngày càng ít, bây giờ ăn xung quanh rồi mình phải đi xa lấy về để có ăn. Thôi thì mình làm siêng một chút, mình lấy hai phần ăn về, hôm nay ăn phần để dành ngày mai. Thì anh chàng bên cạnh á, anh khôn hơn, anh nói là anh này lấy cho thức ăn cho 2 ngày, tôi phải lấy 3 ngày. Thì anh chàng thứ hai này, anh vào trong cái nơi có thực phẩm đó, anh lấy 3 phần thức ăn, anh đem về anh giữ cho anh. Cái anh thứ ba này, anh nghĩ rằng là hai anh này giữ thức ăn có 1 ngày 2 ngày thua tôi lấy luôn chẳng tuần, và tức là lấy 7 phần ăn anh về anh giữ. Thì anh kia anh ăn hết rồi, anh nói ông này lấy 7 phần tôi lấy 1 tháng. Cuối cùng từ cái ý niệm chiếm hữu, ý niệm về bản ngã nó phát sinh. Cũng do cái ăn mà chúng ta từ tổ tiên của chúng ta, từ cái cõi trời Quan Âm Thiên bị trệ, bị kẹt, bị nặng, bị vướng vào cái trái đất này. Rồi từ cái ăn đó chúng ta phát sinh ra cái chế độ tư hữu, chiếm hữu, sở hữu với nhau. Rồi mới phân biệt người của, người siêng năng á làm chủ, mà người lười biếng á thì sao? Qua mượn. Mượn riết hoài không làm biếng quá cho nên trở thành nô lệ cho người chủ này. Thì chế độ chủ và tớ, nô lệ và chủ nó bắt đầu phát sinh ra. Dần dần tạo nên thế giới loài người chúng ta. Do đó đó chúng ta thấy rằng sở dĩ mà chúng ta sinh ra trong cái cuộc sống này là bởi vì cái miếng ăn, cái sự vướng bận vào cái vật chất gọi là cái tham ái. Cái tham ái này nó nhiều cái phương diện lắm. Có người ham tiền nhưng mà không ham sắc. Tiền bao nhiêu cũng được, vợ mình đẹp xấu gì cũng quan tâm. Có người thì ham danh, không ham tiền, miễn sao là ứng cử chức này chức kia là được.
không cần giàu. Cho nên cái tham ái này nó biểu hiện trên nhiều cái phương diện khác lắm. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình sống có chánh mà không có tà, thì chúng ta hãy làm sao để mà phải biết rằng mình sống, mình lấy cái gương, lấy ánh sáng của nhân quả, của nghiệp báo, của những giáo lý của Đức Phật duyên sanh để soi rọi trong đời sống của mình. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng một buổi sáng, buổi tối rất là bình yên, buổi sáng thức dậy thấy trong người khó chịu, đau nhức, bắt đầu bệnh phát sinh, thì cái người mà không có tu tập quán chiếu á, thì cái người mà có tà kiến á, thì bắt đầu là nghi ngờ. Mà bệnh bắt đầu nó thấy trong người nó khác thường rồi, nằm mộng này nằm mộng kia, bắt đầu chạy đến những ông thầy bói, những thầy thủy, phù thủy để mà xem, để mà coi như chuyện gì xảy ra. Còn chúng ta có chánh kiến, sống trên cái nền tảng của nhân duyên, của nhân quả, thì mình biết rằng đó là một cái sự tương quan tương duyên trong cuộc sống này. Có khi bệnh của chúng ta không phải do yếu tố thức ăn, do yếu tố thực phẩm, đời sống, mà do nghiệp nó phát ra. Cho nên sống bất cứ việc gì thì mình cũng nương tựa, cũng y cứ theo cái nguyên lý của nhân quả, nghiệp báo và cái đời sống trong chánh pháp. Thì lúc bây giờ đó mình thấy rằng hiểu được cái bốn cái yếu tố là khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ và sự đoạn diệt của khổ, thì chúng ta sống theo cái nền tảng của Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế thì mình không lo lắng gì cả. Yếu tố thứ hai để chúng ta sống đúng chánh pháp là sống giác mà không mê. Như ngày nào á, chúng ta mở mắt ra mở cửa thấy một cái tờ rơi, ngày tháng năm đó có thánh nhân xuất hiện ở núi gì đó, ở bên này thì có núi gì chúng tôi không biết, Việt Nam thì có núi Bà, núi Sam, núi Châu Đốc, núi Bà Đen vân vân, bắt đầu bảo chúng ta phải photo ra, chép ra 50 tờ. Cái người bình thường á thì thấy cái tờ đó thì thôi 100 tờ cho trừ hao. Cái người siêng hơn nữa thì 1000 tờ. Chúng ta vẫn bị những cái yếu tố bên ngoài nó tác động làm cho chúng ta lo sợ rất là nhiều. Cái lo sợ của chúng ta nó làm cho đời sống của chúng ta yếu đuối, thấy gì cũng sợ, thấy gì cũng lo hết. Nhưng mà một người mà sống hiểu Phật pháp rồi là rất là mạnh mẽ. Xin thưa rằng trên thế gian này chúng ta có nhiều cái sợ lắm. Sợ thất bại trong tình cảm, sợ thất bại trong kinh doanh, sợ bệnh, và cái sợ, và sợ này sợ kia. Nhưng mà cái sợ quan trọng nhất là sợ gì? Sợ chết. Sợ chết. Mà quý vị tu tập mà có thể tự tại trong vấn đề sống chết, mình không sợ chết, thì những thứ còn lại mình sẽ không sợ. Mà để thấy được và vượt qua cái sợ chết đó, xin thưa rằng là mỗi niệm, mỗi giây phút này, mình thấy rằng cái chết nó không phải đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, mà cái chết nó đến lúc nào? Nó đến ngay trong hiện tại này. Mỗi hơi thở vào và ra, mỗi tế bào sanh và diệt, mỗi thức ăn vào và ra trong cơ thể của mình, đó là cái sanh tử nó đang diễn ra ở trong cái thân thể và đời sống của mình. Mỗi ý tưởng nó tồn tại và nó biến mất. Cho nên khi mà mình hiểu được cái điều quan trọng này, thì chúng ta sẽ sống để mà chiêm nghiệm tất cả vạn hữu, cũng như tất cả mọi hiện tượng trong thế gian này bằng ánh mắt của trí tuệ, chứ không phải ánh mắt của vô minh và của vọng tưởng. Quan trọng là gì? Mình phải đem gì? Đem tâm về nhà. Có một cái vị Bà La Môn một hôm thấy giáo đoàn của Đức Phật đi rất là đông, nhưng mà rất là đoan nghiêm, rất là chân chính, thì tự nhiên cái lòng của vị Bà La Môn này khởi lên một cái niềm hạnh phúc lắm. Chưa bao giờ mình thấy được những cái đoàn người đi đông mà rất là trang nghiêm tĩnh lặng, mà rất là hùng tráng như thế. Thì vị Bà La Môn này nhân lúc Đức Phật rảnh rỗi ngồi thì chạy lại hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái bí quyết nào mà Ngài cũng như giáo đoàn Ngài có thể đi trong một cái sự an bình, tự tại, vững chãi và hùng tráng như thế? Sao con thấy con cũng khởi tín tâm dù là con là ngoại đạo?
thì Đức Phật mới bảo với vị Bà La Môn đó rằng cái bí quyết của ta rất đơn giản nè. Ta sống với những giây phút trong hiện tại đây. Tất cả mọi khi chúng ta làm cái gì thì mình đừng có để cái tâm của mình nó chạy đi đâu cả. Cho nên đem tâm về nhà, tâm và thân cùng tồn tại song hành với nhau. Cho nên đôi khi chúng ta về chùa, có người nhiều người bắt đầu chưa bước vào chùa nghĩ nhà bếp hôm nay có gì. Xem thử hôm nay có bao nhiêu người lạ đến chùa, bao nhiêu người quen vén mặt. Khi mà mình đứng trước tượng Phật, mình không thấy Phật mà mình nhớ đến những người đó không à. Cho nên Phật ở đâu xa dù ở trước mặt, Phật vẫn ở xa với chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong mọi cái động thái làm việc của mình, cái quan trọng, cái yếu điểm của chúng ta là làm việc gì á, thì mình phải chú tâm đến cái việc đó. Thì ngay lúc đó bao nhiêu cái ý niệm, bao nhiêu cái công đức lành, bao nhiêu cái điều thuần thiện nó được phát sinh. Sự chú tâm của ta vào trong từng cái việc làm, trong từng suy nghĩ lời nói của đời sống, nó sẽ là cái nhân duyên, nó sẽ là cái trợ duyên, là bàn đạp để chúng ta bước lên một cái sự định tâm trong tâm hồn. Ngay hiện tại chúng ta nói, chúng ta ngồi mà chúng ta không biết mình đang ngồi ở đâu, không biết mình đang làm gì, thì bao nhiêu cái việc làm hiện tại của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Cho dù quý vị đang ngồi đếm tiền, nhưng cái tiền đó nó sẽ không có giá trị. Đếm giấy chứ không phải đếm tiền. Cho nên á, quý vị thấy rằng là tất cả khi chúng ta chú tâm tập trung vào cái công việc của mình, nó sẽ là một cái yếu tố, là một nhân tố khởi đầu quan trọng để chúng ta có sự định tâm trong cái vấn đề tu tập sau này. Chúng ta có thể đi qua nghĩa trang bằng cái tâm niệm thuần thiện, an lành, chánh niệm thì không sợ ma có gì cả. Có thể mình ngủ trong nghĩa trang vẫn thấy hạnh phúc bình thường. Cho nên á, điều này là điều có thể thực sự được. Tại vì chúng ta biết rằng sống và chết, nhân quả tương quan trong thế giới này là một vấn đề nhân duyên thôi. Mình sống với tâm an lành thì không có lý do gì mà mình sợ chết cả. Có một người mẹ xứ Tây Tạng, sống ở vùng biên giới giữa Tây Tạng và Ấn Độ. Một hôm thì người con mới đi buôn ở tại xứ Ấn Độ. Bà mẹ này mới bảo với người con rằng là con đi buôn đợt này qua xứ Ấn Độ là xứ Phật. Con cố gắng làm sao mang về cho mẹ một cái mảnh xá lợi của Đức Phật, mà viên xá lợi của Phật. Người con này thì rất là ỷ lại, nói rằng mẹ già lắm con, xá lợi Phật đâu phải dễ kiếm đâu. Mà bây giờ muốn qua đó mình đi buôn chứ đâu có thời gian mà tỉnh xá lợi về. Cho nên cái lần đầu anh đi á, thì ảnh không có mang về gì cả, không mang xá lợi gì cả. Mẹ hỏi đến thì anh nói là con quên rồi. Lần thứ hai á, ảnh đi, mẹ dặn nữa, ảnh lại quên nữa. Lần thứ ba, bà mẹ mới nói như thế này: lần này con sang Ấn Độ đi buôn mà con không mang về xá lợi cha mẹ, thì mẹ không nhìn mặt con nữa, mẹ sẽ chết trước mặt con. Thì bà mẹ nói như thế, thì lần thứ ba ảnh cũng ghi nhớ, ảnh sợ. Và lúc bây giờ ảnh cũng để tâm đến. Nhưng mà ảnh cũng xem thường cái lời của mẹ lắm. Cho nên ảnh đi về là ảnh quên lần thứ ba luôn. Thì trên đường đến cái biên giới giữa Ấn Độ và Tây Tạng, thì ảnh sực nhớ đến cái câu nói của mẹ là: lần này con không mang xá lợi về cho mẹ, thì mẹ không nhìn mặt con nữa, mẹ sẽ chết trước mặt con. Thì ảnh sợ quá, ảnh nhìn bên đường á, ảnh tìm xá lợi. Xá lợi không có thì thấy cái miếng xương bò, xương trâu gì đó, nó trắng trắng nằm bên đường á. Anh ta mới đập cái miếng xương đó, mài cho nó tròn lại, rất là đẹp, rửa cho thật sạch, tắm nước hoa cho thơm, và mua một cái loại lụa quý gói lại, bỏ trong một cái hộp đá rất là xinh đẹp, mang cái hộp đá về và yên tâm giao cho mẹ đó là xá lợi. Thì thực sự nó không biết xương người, xương trâu, xương bò gì cả. Cho nên là đem cái mảnh xương đó về cho bà mẹ của mình. Bà mẹ nhận được cái vật này, nghĩ rằng là đặt trong hộp đá quý, gói bằng lụa, mà mở ra có mùi thơm nữa, màu trắng trắng hồng hồng nữa, xá lợi thật à. Thì bà mới tin rằng đó là xá lợi.
bà mới đặt trên cái bàn thờ hàng ngày lễ bái cúng dường Xá Lợi Phật. Một thời gian sau thì cái mảnh xương này bỗng nhiên phát quang tỏa sáng ra. Thì lúc bây giờ đã biến thành một cái viên Xá Lợi lúc nào. Thì quý vị thấy rằng á, cái năng lượng chú tâm và chí thành của mình á, gửi vào trong cái mảnh xương đó, đó thì xương nó thành Xá Lợi. Cái năng lượng chú tâm và chí thành của mình gửi vào một pho tượng Phật bằng gỗ thì Phật đó không phải là gỗ mà là Phật vàng. Còn chúng ta với cái tâm vẫn còn vọng động, phân biệt, nghĩ đây nhớ kia thì muôn đời ông Phật vẫn là ông Phật, còn mình vẫn là mình. Và ông Phật vẫn là gỗ chứ không bao giờ là vàng với mình cả. Cho nên á, quý vị thấy rằng ngày xưa khi mà người ở Nha Trang đó, người dân ở Nha Trang ở bãi biển cát trắng đó, thì cái loại cát đó thì người dân thấy bình thường. Nhưng mà các kỹ sư Nhật Bản khi mà đặt chân đến Nha Trang á, nói rằng đây không phải là vàng, đây không phải là cát mà đây là vàng. Thì người dân Nha Trang nghĩ làm gì cát trắng mà vàng. Thì sau này Nhật Bản họ mua cái cát đó đó, họ chế tạo ra một loại thủy tinh đặc biệt. Như chúng ta thấy các loại kính xe ngày nay nó vỡ là không vỡ thành miếng đâu, vỡ vụn ra luôn. Chỉ có loại cát đó mới chế tạo ra một loại thủy tinh đặc biệt, và bán cát đó thì có thể mua được vàng. Cho nên quý vị thấy ở người thế gian đó, người ta còn vận dụng cái pháp thế gian mà ta làm ra cái giá trị cho đời sống này. Bằng cái gì? Bằng cái sự chú tâm, bằng cái sự nhiệt tâm của họ, bằng cái những sáng chế phát minh đó. Còn chúng ta đó, sự chú tâm định tâm vào trong cái ý niệm đời sống tâm linh tu tập, có thể biến cát thành vàng, biến sanh tử thành niết bàn, biến khổ đau thành hạnh phúc. Cũng một cái điều đó xảy ra, nhưng mà cái nhìn khác nhau. Thì hạnh phúc hay khổ đau nó tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta đó. Cái nhìn của chúng ta, chứ không phải là do cái yếu tố đó mang đến. Có nhiều cái đạo giáo đó, họ trách rằng là sanh ra con trong cuộc đời này tội lỗi là do thân của mình, do thân của mình. Thì có nhiều người hành hạ sát thân. Quý vị qua bên Ấn Độ đó, có người đứng một tay dơ một chân ngâm mình dưới nước, rồi lấy cây đập vào cơ thể của mình để mà hành hạ nó. Những người đó là tà kiến, cho rằng cái thân này là nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng mà chúng ta có chánh kiến á, chúng ta có sự định tâm á, chúng ta có sự giác ngộ tỉnh giác á, thì chúng ta nói thấy rằng là cái thân này đâu có tội. Tội là do cái tâm của mình nghĩ về thân. Cái tâm mà si mê, tâm phân biệt, tâm hơn thua, đó mới là cái nguồn gốc của tội lỗi. Còn cái thân này tại sao mình hành hạ nó, nó có tội tình gì? Cho nên á, bản thân mọi cái đời sống cơ thể mình cũng như mọi người khác, họ không có tội. Tội là do chính mình. Chỉ cần thay đổi cái nhìn, cái quan niệm của chúng ta đi, thì mình thấy rằng tội, tất cả tội là do cái tâm vô minh, vọng tưởng, phân biệt của mình. Đề Bà Đạt Đa phá Phật, mà Đức Phật không nói đó là kẻ phá hoại, mà đó là thiện tri thức của ta, nghịch thiện tri thức. Do đó đó, chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì xảy đến với mình, dù thuận hay nghịch, cũng tất cả là thiện tri thức của mình cả, với một cái tâm của sáng rỡ, trong sáng và ý niệm thuần thiện đó. Cho nên yếu tố thứ hai của đời sống, sống đúng chánh pháp là gì? Sống giác mà không mê. Đừng có mê muội, đừng có bị ngoại duyên nó sai sự, mà bằng cái tâm tỉnh thức, sáng suốt, tỉnh giác của mình để nhìn nhận cuộc đời này. Yếu tố thứ ba là chúng ta sống mạnh mà không yếu. Sống mạnh mà không yếu tức là sống bằng cái, không bằng nghiệp duyên của mình, không bằng cái nghiệp lực của mình, mà bằng cái nguyện lực của mình. Khi mà đến với Đạo Phật á, tùy theo nhân duyên, tùy theo cái hoàn cảnh, chúng ta hãy phát những cái hạnh nguyện để làm việc này việc kia. Có người phát nguyện đúc tượng, đúc chuông, xây chùa. Có người phát nguyện lạy Phật sám hối. Có người phát nguyện về chùa làm công quả. Có người phát nguyện lau chùi tượng Phật, trang nghiêm những cái nơi thờ tự. Có những người phát nguyện ra giúp người kẻ neo đơn mồ côi. Chính cái nguyện bình thường đó là một cái động lực, là một cái phép màu, là một cái bảo bối để chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta. Và chúng ta cứ làm, chúng ta cứ gieo cái ý niệm và cái nguyện lực đó trong mình, nuôi dưỡng nó, lần lần nó lớn lên thành một cái động lực, nó rất là kỳ diệu.
Ở tại Quảng Ninh có một cái cô Phật tử này rất là trẻ, làm chủ ba cái siêu thị Phật giáo ở tại Quảng Ninh và Hà Nội. Và cô ta bán những đồ pháp khí, khí cụ Phật giáo nhập từ Đài Loan về. Và mỗi lần cô ta mà cúng dường cho các chùa thì cả 500-700 triệu, chứ không phải bình thường. Một lần nọ thì cô ta sang bên Ấn Độ để mà đi Phật tích. Khi đến Bồ Đề Đạo Tràng, cái tâm của cô ta giống mạnh, và cô ta xin ở lại Bồ Đề Đạo Tràng trong vòng 6 tháng. Một ngày lạy khoảng 5,000 lạy. Lạy Phật á. Một cái người đại gia trẻ tuổi, đầy đủ điều kiện vật chất sung sướng như thế, mà khi mà đến với Bồ Đề Đạo Tràng, bắt đầu cái tâm bắt đầu nó dấy khởi một cái niệm rung động, tự nhiên buông bỏ hết công ăn việc làm, không cần kiếm tiền nữa mà kiếm công đức, không còn lễ cái bản ngã mình nữa mà lễ Phật để tiêu trừ cái bản ngã. Chúng ta có một ngày mà chúng ta lạy được 300 lạy là quý, 600 lạy là khó, 1,000 lạy là vô cùng khó. Mà vị này có thể lạy 5-6,000 lạy một ngày như thế. Thì chúng ta phải biết rằng là mình phải gieo cái nguyện đó, gieo cái tâm niệm tu tập một thành kính đó, để lúc một lúc nào đó nó lớn lên, nó trở thành một động lực khiến cho chúng ta quên đi mỏi nhọc của cơ thể, quên đi những danh lợi của cuộc đời, và chúng ta chỉ nghĩ đến Phật Pháp và tiêu trừ nghiệp chướng của mình thôi. Cho nên phải phát nguyện thì mình mới là có con người mạnh mẽ, mới là đại trượng phu được. Dù là người nữ, người già, người yếu, nhưng mà có một tâm nguyện mạnh mẽ thì đó là bậc đại trượng phu. Chứ đại trượng phu không phải là người tập thể dục để mà bắp thịt cho to, ăn nhiều thức ăn để cho cao, cho khỏe. To khỏe về thân xác nhưng mà tâm hồn yếu đuối thì cũng không có ích gì cả. Cho nên là làm sao để tôi luyện cho mình có một ý chí nguyện lực thì chúng ta mới có thể là bậc đại trượng phu. Quý vị thấy ngày xưa đó, hình ảnh của sư mẹ Teresa ở Ấn Độ tại Calcutta đó, bà rất là thấp, bà rất là đen, không có xinh đẹp gì cả, mà là người phụ nữ đầu tiên được Tòa Thánh Vatican phong thánh. Nếu mà tại sao con phong những cái con người nào cao, giàu có, xinh đẹp không? Những người phụ nữ rất tầm thường, rất bình dị, rất là nghèo khổ, không có phước tướng gì cả mà là thánh. Bởi vì sao? Bà có một cái nguyện là giúp đỡ những người nghèo khổ, neo đơn, những người tật nguyền ở tại Calcutta, ở tại Ấn Độ đó. Tạo một cái phong trào. Cũng như là ni sư sư bà Chứng Nghiêm ở tại Đài Loan được tôn xưng là ngôi sao Á Châu. Có những người đại gia giàu bạc tỷ bạc triệu, con cái đông đúc, mà không phải là ngôi sao Á Châu, mà là một cái người nữ tu Phật giáo rất bình thường, rất là bình dị, nhưng mà đã thành lập cái hội từ tế với một tổ chức vài triệu người. Và cái ngân khoản để làm từ thiện là vài chục tỷ đô la như thế. Và từ tất cả từ một cái hạnh nguyện rất bình thường thôi mà trở thành một cái bậc đại sĩ ở trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta biết nuôi dưỡng cái chí nguyện tu học của mình, phát lập nguyện, phát nguyện và nuôi dưỡng cái chí nguyện đó, thì dần dần chúng ta có thể làm được những việc lớn lao trong cuộc đời này. Và yếu tố thứ tư để chúng ta sống đúng chánh pháp là mình phải phát tâm hộ trì Phật Pháp. Hộ trì Phật Pháp. Đừng có nghĩ rằng là ngôi chùa hoặc là Phật Pháp, kinh điển là do chư Tăng để mà giữ gìn. Tất cả mỗi người chúng ta khi phát hạnh nguyện vị tha Bồ Tát hạnh là chúng ta biết rằng trách nhiệm của mình cũng rất là lớn lao. Vai trò của mình để mà hộ trì Phật Pháp tốt nhất là gì? Sống đúng chánh pháp, tu tập đúng chánh pháp để làm thân giáo cho mọi người. Từ cái việc tu tập giữ giới sống đúng chánh pháp đó, mình làm những việc lợi tha hơn để mà ủng hộ cho những cái nơi tu tập, ủng hộ cho những cái nhân duyên Phật Pháp ở các nơi, thì dần dần cái chánh pháp nó được vững bền hưng thịnh từ nội lực cũng như ở bên ngoài. Cho nên á, 4 yếu tố để giúp chúng ta sống đúng chánh pháp là gì? Có chánh mà không tà, có giác mà không mê, mạnh mà không yếu, và thứ tư là hộ trì chánh pháp.
Thì hôm nay á, chúng tôi chia sẻ về cái ý nghĩa của đời sống tâm linh, để cho chúng ta thấy rằng mình phải có cái niềm thao thức nuôi dưỡng chí nguyện tu học của mình, phải luôn luôn hướng thượng, hướng thiện để vươn lên, không an phận với cái đời sống vốn có của mình, mà mình phải có là cái gì hơn thế nữa, phải làm cái gì nó lớn lao và phát triển hơn nữa trong đời sống hạnh nguyện của mình. Thì mỗi ngày, mỗi phút chúng ta đang thăng hoa trong đời sống tâm linh, và sự an lạc nó đến với chúng ta ngay trong hiện tại và tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, đạo tràng chùa Dược Sư chúng con, thật có diễm phúc thay được lời đáp mời của Ngài quang lâm chứng minh và ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ. Toàn thể Phật tử chúng con xin thành tâm y giáo phụng hành và kính chúc Đại Đức Giảng Sư pháp thể kinh an, chúng sanh dị đồ và mãi là cây bồ đề đại thọ để che mắt dẫn dắt hàng hậu học Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Sanh vô biên thệ chúng sanh mẹ cha.